Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, hôm nay nhân ngày Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn cũng như ngày làm lễ trà tì của Tổ sư Ấn Quang, con xin phép được cung kính được đọc những lời về cuộc đời của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường trên là sư phụ cùng chư tông tịnh đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, số 1, Đại sư tự thuật mùa đông năm Dân Quốc 28 1939, người ngoại quốc họ Yết đến Linh Nham yết kiến đại sư, có lời thưa hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại sư tự lược thuật cuộc đời và hạnh nguyện như sau. A. Cuộc đời: xuất gia năm Quang Tự thứ 7 1881, thọ giới năm Quang Tự thứ 8 1882, năm Quang Tự thứ 12 1886, đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh. Năm Quang Tự thứ 17 1891, dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh. Năm Quang Tự thứ 19 1893, đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Vũ thuộc Phổ Đà Sơn, tỉnh Chiết Giang. Suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì. Đến năm Dân Quốc 17 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tín thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phổ Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc 18 1929, tính rời đi nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc 19 1930, đến bế quan tại chùa Bảo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc thứ 26 1937, tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm, hiện thời đã sống buổi sáng, không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó, suốt cả một đời chẳng cùng ai kết xả, ngay đến cả Hội Phật Giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên. B. Những việc xảy ra gần đây, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. C. Việc làm: mỗi ngày lượng theo sức của mình mà niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. D. Chủ nghĩa và giáo nghĩa niệm Phật: đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Bất luận người sang hay kẻ hèn, đều dùng những điều này để bảo ban, khiến cho hết thảy mọi người trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vạn sanh Tây Phương, trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trong sự không làm được điều gì, đại lược là như vậy đó. Lá thư số 15, thư trả lời Đại sư Minh Tánh. Tam Biên quyển 1: Quang sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Lá thư số 69, thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục, thư thứ 2. Lại thấy nhiều người thâu nhận đồ đệ cho nhiều, đều chẳng phải hạng người tu hành thật sự, do vậy pháp nguyện chẳng thâu nhận đồ đệ.
Do thấy sự hèn hạ của tăng nhân, hướng về người khác hóa duyên nên chẳng nguyện làm trụ trì, làm pháp hội. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 4, Trung Hưng Tịnh Tông Ấn Quang Đại Sư Hạnh Nghiệp Ký. Sư Thị Tịch biết trước lúc mất, mùa xuân năm Dân Quốc 29-1940, trong thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh có viết: nay đã 80, sáng chẳng đảm bảo được tối, lại nói quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông nhằm ngày 27 tháng 10, sư thị hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28 liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến quan phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng chức vụ trụ trì linh nham không thể bỏ trống lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày mồng 9 tháng 11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày mồng 4, vẫn nói trễ rồi, sau đấy chọn ngày mồng 1. Sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị như Chân Đạt vân vân bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên, thư thái như thường, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì. Tối ngày mồng 3, sư dùng được một chén cháo loãng. Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt pháp môn tịnh độ trọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chi khác, chỉ cốt sao khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Sau đấy sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1:30 sáng ngày mồng 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật, thấy Phật, quyết định sanh Tây. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2:15 bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn 3 giờ thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng Hoằng Dương Tịnh Độ, đừng học thối kẻ cả. Rồi sau đó không nói gì nữa, môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ trong tiếng niệm Phật của đại chúng, sư an tường về Tây. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự xếp đặt như gấp rút cử Diệu Chân thật sự giữ chức trụ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thực là bản lãnh đã biết trước lúc mất. Thân không có hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc, các căn vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả báo an tường như nhập thiền định. Xếp ra sư suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm xem vạn sanh quyết chẳng thể là trung hạ được. Sư sanh vào giờ Thìn ngày 12 tháng Chạp năm Hàm Phong thứ 11 1861, tức năm Tân Dậu. Tịch vào giờ Mão ngày mồng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29-1940. Thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Linh Nham nhờ sư mà được trung hưng, lại được sư thị hiện khuôn mẫu sanh Tây. Thời tiết nhân duyên có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn được, do vậy cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhằm ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nổi lửa trà tỳ, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào? Bọn phàm phu sát đất chúng ta đều chẳng có tha tâm đạo nhãn, không dám bình luận sằng bậy, chỉ đọc bộ văn sao của sư mấy lượt được ấn hành, và bộ tục biên mới được in trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông, cũng như hạnh chân thật, đề xuống niệm Phật,
phát huy những chỗ nhiệm màu trong lẽ đạo, tự hành dạy người, chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thừa nguyện tái lai, không còn nghi ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tâm chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả. Bọn chân đạt được theo hầu sư lâu nhất, biết khá cặn kẽ, nay lược thuật đại khái hạnh nghiệp của sư, ghi thành bài ký. Mồng 8 tháng Chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29, 1940, chân đạt, Diệu Chân, Liễu Nhiên, Đức Sâm vân vân đảnh lễ kính thuật. Quy tắc tu học, trích trong Tinh Hoa Lục quyển 1. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện gẫu chẳng bàn lỗi của kẻ khác. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang, kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu, thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương thế giới cực lạc. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị, thư thứ nhất. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 74 cho cư sĩ Châu Trí Mậu. Thưa cư sĩ Châu Mộc, nhận được thư biết ông sanh lòng tin trong sạch, muốn quy y Phật Pháp. Nhưng quy y Phật Pháp thì cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết sức mình, sanh lòng tin phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lại còn phải kiên giết, cứu giúp sanh mạng, ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn thì cũng chớ nên tham ăn là được rồi. Lại nên giữ 6 ngày chay hoặc thập trai, nếu không sẽ trái nghịch với Phật. Nay tôi đặt pháp danh cho ông là Trí Mậu, vì tâm tánh như cây cối, do phiền não chứng lấp nên tâm tánh chẳng thể hiện như cây khô kháo. Đã có trí huệ thì phiền não chẳng sanh, cây tâm tánh cố nhiên sung xê tươi tốt. Còn về ngũ giới, hãy tự xét tâm mình, nếu có thể thọ được chẳng phạm thì hãy hỏi Hóa Tam về quy củ thọ giới trước Đức Phật, ông ta sẽ dạy cho ông. Quan không biết đầy đủ ra, đã quy y Phật Pháp, hãy nên đọc kỹ bộ văn sao, hành theo đó, sẽ chẳng đến nỗi bị người tầm thường gây lầm lạc. Còn những chuyện cầu phước báo trong đời sau và luyện đan vận khí của ngoại đạo để cầu thành tiên vân vân, nếu ông thật sự lãnh hội được ý nghĩa của bộ văn sao, dù có 100.000 ngoại đạo cũng chẳng thể dao động cái tâm ông. Chớ bảo những điều ấy do quan nói ra, chỉ sợ không đủ làm chứng cứ. Nên biết rằng quan chỉ nói dựa theo ý của Phật, Bồ Tát, Tổ sư, Thiện Tri Thức, chứ không phải do quan tự nghĩ ra nói bậy. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm thay. Tâm ông cao như trời, chỉ hèn như đất, miệng tuy nói nương theo những gì quan nói, nhưng thật ra hoàn toàn dựa theo thiên kiến của chính mình. Pháp môn tịnh độ chỉ lấy tính làm gốc, tin đến cùng cực thì ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Tin chưa tới thì dù là bậc thông tông thông giáo,
chưa hề đoạn hoặc cũng chẳng có phần. Ông đã không thể thông tông, thông giáo, đoạn hoặc chứng chân, cậy vào tự lực để liệu sanh tử, lại không tin Phật lực, chẳng thể nghĩ bàn tự tánh công đức, chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai không được sanh. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn viên đốn thẳng chóng vô thường, để liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu còn chưa hiểu rõ phương hướng của pháp môn này, tâm cuồng vọng ham cao chuộng xa, bèn nghiên cứu khởi tính luận. Khởi tính luận quả thật là cương yếu để học Phật, nhưng đối với kẻ căn cơ kém cỏi và sơ cơ cũng khó được lợi ích nơi luận ấy. Dù nghiên cứu khởi tính luận thông triệt không nghi ngờ, nhưng dụng công vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật cầu sanh thì mới ổn thỏa thích đáng. Huống hồ pháp tướng thiền giáo dù tinh vi áo diệu cao sâu vẫn không thể mong bằng được. Tâm ông cao như thế chính là không biết phân lượng của cái cao. Chỉ ông lại cho rằng mình căn tánh kém yếu, mong chi sanh Tây. Chỉ cần chẳng đọa ác đạo đã rất an ủi rồi. Ông không biết chẳng sanh Tây Phương, tương lai ắt đọa ác đạo. Đây chính là trái nghịch lời Phật dạy và những gì đã nói với Quang. Sao có thể nói là từ đầu đến cuối phụng hành lời răn dạy, nhất tâm trì niệm Phật Di Đà cho được? Này đem cái thân của ông hứng lấy thức nghiệp của người, lại không phải là tư cách thượng đẳng. Cái chí và tâm ông đã lập ấy thật đáng khiến cho người khác than thở, cười cợt. Ông nên dứt cái lòng cuồng vọng muốn thành bậc đại thông gia, hãy chuyên tâm nghiên cứu những sách thuộc pháp môn tịnh độ. Trong văn sao, Quang đã nói đầy đủ trong những lá thư gửi cho ông Cao Thiệu Lân hoặc Từ Nữ Sĩ. Thuận theo những gì đã khai thị, sanh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn khí của mình hạ liệt, bèn đề cao sự vãng sanh là chuyện vượt khỏi sức mình. Phải thường dù động hay tịnh, lấy một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, giữ lòng cư xử phải hợp với tông chỉ, chớ làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức thì tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa cũng chẳng trở ngại gì. Nên lấy việc chỉ tâm thọ trì làm gốc, chớ chuyên chú mong gấp được thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực sẽ tự thấu triệt giáo lý. Nếu cứ muốn thấu triệt trước, chẳng thuận thọ trì đọc tụng, dẫu thấu triệt cũng không có lợi ích thật sự, huống hồ thật khó thấu triệt ư. Pháp tướng thiền giáo nghiên cứu cả đời cũng khó nắm được chỗ chỉ quy. Dẫu được, ai là người có thể chẳng đoạn hoặc nghiệp mà liễu sanh thoát tử? Muốn đoạn hoặc nghiệp liễu sanh thoát tử, chỉ sợ dù có mộng cũng không thể mộng nổi. Ông còn chưa đọc kỹ bộ văn sao, nên mới nói những lời cao thấu trời thẳm, ngõ hầu vào được chốn biển rộng. Bộ văn sao đã nhiều lần nói đến những sách nên xem và pháp tắc xem kinh, cũng như chỗ khó được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Do pháp môn tịnh độ cậy vào Phật từ lực, các pháp môn khác đều phải cậy vào chính mình. Một đằng là giáo lý thông thường như kẻ sĩ trong đời do tư cách bèn làm quan, một đằng là giáo lý đặc biệt như vương tử trong đời dù có té xuống đất vẫn được hết thảy quan tướng cung kính. Hai thứ pháp môn chẳng thể đem ra đối biện được. Kẻ phàm phu có đủ hoặc nghiệp há nên chẳng cẩn thận chọn lựa ư? Quỷ lưu thông kinh sách nếu muốn tăng thêm nên làm biện pháp quy mộ như thế nào ư? Nếu ai có tính tâm có tài lực thì hãy thương lượng với họ, ngõ hầu họ giúp đỡ thì cũng được. Thêm nữa kinh điển rất nhiều, tâm ông muốn mở rộng môn đình, nhưng ở Trịnh Châu có mấy ai thỉnh, nên chọn những kinh sách mà người bình thường có thể đọc được, thỉnh về để sẵn. Hãy tính sẵn những sách mà đại đa số người bình thường chưa xem đến, hãy thay họ thỉnh trước thì sẽ giảm được tiền vốn, mà cũng chẳng đến nỗi thỉnh về bản không được,
tốn tiền nhưng chẳng có lợi ích. Ông tự nói ngày tháng không còn nhiều, thực lực hữu hạn, nên quan mới nói như thế. Nếu không phải như vậy thì cứ y theo tâm tướng của chính mình mà hành. Quan cũng không miễn cưỡng ông, làm được một bậc đại thông gia cũng là điều may mắn cho cửa Phật. Chỉ sợ ông không thành bậc đại thông gia được, lại tin pháp môn tịnh độ chẳng tới nơi, cả hai đầu đều hỏng. Đời này tu chút công đức, đời sau nhất định sanh vào nhà phú quý. Ông thử chú tâm nghĩ kỹ xem, người phú quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp. Ngày nay vận nước nguy ngập, dân không sống nổi, đều là do những người tu hành không có trí huệ, đời sau có phước báo bèn khuấy đạo mà ra. Ông khởi vọng tưởng có thể cùng tận như thế, muốn chẳng đọa vào ác đạo, chẳng sanh Tây Phương, thì một đời không đọa ác đạo còn may ra, chứ hai đời không đọa thì hiếm lắm. Phật nói kinh chú rất nhiều, ai có thể trì được hết tất cả? Cổ nhân chọn lấy những thứ trọng yếu, gộp thành khóa tụng hàng ngày. Buổi sáng thì lăng nghiêm đại bi, mười chú nhỏ tâm kinh, niệm xong bèn niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, hồi hướng tịnh độ. Khóa tối thì kinh Di Đà, đại sám hối, mong sơn niệm Phật hồi hướng. Nay tụng lâm đều muốn giảm bớt công phu, sáng chỉ tụng chú lăng nghiêm tâm kinh, khóa tối thì ngày lẻ niệm kinh Di Đà và mong sơn, ngày chẳng niệm đại sám hối mong sơn. Ông nói thiền môn nhập tụng kinh chú quá nhiều, không biết ngoài khóa tụng sáng tối còn có phần phụ lục. Cư sĩ tại gia công khóa hoặc chiếu theo thiền môn công khóa mà hành, hoặc cũng có thể tùy ý lập ra, như khóa sáng chuyên niệm kinh A Di Đà, chú vạn sanh niệm Phật, hoặc khóa sáng chuyên niệm chú đại bi niệm Phật, khóa tối thì niệm kinh Di Đà, chú vạn sanh niệm Phật, hoặc có người trì kinh Kim Cang cũng được. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng, thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ông nói chính là thấy khác, nghĩ lệch. Dẫu là hảo tâm, nhưng thật ra tâm không có chủ định, bị chuyển theo cảnh. Kinh nào chú nào chẳng xưng tán công đức thù thắng. Theo cái tri kiến của ông, hãy xem kinh này ắt phải bỏ kinh kia, trì chú này ắt phải bỏ chú kia. Do sức chẳng thể xem hết nên tình thế tất nhiên phải như thế. Như vậy còn được gọi là bậc chân tu hiểu rõ lý hay chăng? Nói rộng hơn nữa, nếu ông gặp người tham thiền, khen ngợi thiền, chê trách tịnh độ, ắt sẽ theo người ấy tham thiền. Gặp những tông khác như Thiên Thai Hiền Thủ, Từ Ân Bí Mật, cứ hãy gặp một vị tri thức đề xướng bèn bỏ pháp này tu theo pháp kia, không biết ông thuộc căn tánh nào. Muốn làm bậc đại thông gia pháp nào cũng thông, nhưng nghiệp sâu trí cạn, không làm bậc đại thông gia được, lại gác pháp cậy Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh ra ngoài. Đợi đến lúc lâm chung, nếu chẳng tiến vào vạc sôi lò than, thì chắc cũng đi vào thai lừa bụng ngựa. Dẫu may mắn không mất thân người, thì đời này tuy không có chánh trí, nhưng còn có si phước do tu hành. Do hưởng thụ si phước ấy bèn tạo ác nghiệp, một hơi thở ra không hít vào được, bèn vào thẳng tam đồ. Muốn được biết danh hiệu thiên địa cha mẹ còn không thể, huống gì là biết được pháp môn tịnh độ nữa ư? Ông xem bộ văn sao của quan hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật trì đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư, hả nên bảo niệm kinh Di Đà niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp như tiền do người khéo dùng, ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông chuyên tu một pháp cầu gì chẳng được, hả cứ khăng khăng trì chú này niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng được những công đức khác ư? Hãy khéo hiểu lời quan, tự có thể hiểu rõ một điều thì trăm điều sẽ rõ. Nếu không, dù nói cho nhiều, tâm ông vẫn không có định kiến, có ích gì đâu. Phàm phu đang mê, tĩnh tâm bất định, nên lúc tin lúc ngã lòng, lúc tu lúc tạo nghiệp,
cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thoạt đầu khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiện cận, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội dĩ vãng dẫu cực sâu nặng, nhưng nếu dốc chỉ nơi chỉ tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh tri kiến dốc lòng tu tập tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng như sương tiêu, bầu trời chân tánh rạng người. Vì thế kinh nói thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là không tạo tội, hai là tạo rồi biết sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm không hối thật sự, nói gì cũng vô ích. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng mong gì lành bệnh. Nếu có thể theo toa uống thuốc, sẽ được bệnh lành thân yên. Chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng, mười ngày lạnh, chỉ uổng có hư danh, chẳng ích lợi mảy may gì. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang văn sao: chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dễ động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Thời cổ có kẻ cực độc, từ ngay nơi thân ấy biến thành mãng xà. Có kẻ cực tàn bạo, ngay từ chính nơi thân ấy biến thành cọp. Ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ, dữ dội, còn có thể biến đổi được hình thể, huống chi nhằm lúc sau khi chết đi, trước lúc được sanh ra, thức do nghiệp lôi kéo mà chuyển biến ư. Hai câu chuyện trích trong chuyện nhân quả. Từ xưa đến nay, một chữ sắc đã làm hại biết bao nhiêu người. Có người vì sắc mà rời xa chính đạo, bỏ vợ, bỏ con. Có người vì nó mà tự hủy hoại tương lai. Thậm chí có người vì nó mà làm ra những sự tình khiến trời đất không thể dung thứ. Vạn ác dâm đứng đầu, một niệm dâm dục khởi lên đã là phạm tội, nhất định phải cảnh giác. Đời người bất quá cũng chỉ mấy chục năm, dù cho sống quá trăm tuổi thì dung nhan tuổi thanh xuân liệu có được mấy mùa. Dù là nữ nhân diễm lệ hay nam nhân anh tuấn, khi đã đến tuổi xế chiều, sao có thể tránh được sự tàn phá của thời gian. Lúc đó dù là ai rồi cũng sẽ già nua, mắt mờ chân chậm, tóc bạc lưng còng. Có câu rằng, trên đầu chữ sắc có cây đao, cây đao này sẽ chém về phía ai? Khi con người thấy sắc mà khởi tâm, làm việc trái với luân thường đạo lý, thậm chí còn vì nó mà hại tính mạng người khác, thì dù tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, nhưng liệu có tránh khỏi bị trừng phạt? Trên đầu chữ sắc có cây đao, dùng nó chém người, cuối cùng sẽ bổ về phía mình. Hơn nữa, vì theo đuổi sắc đẹp hữu hạn của thân thể mà hao tổn tâm lực, đây lẽ nào lại là biểu hiện của bậc trí giả? Câu chuyện số 1. Vì sắc hại mệnh, thân người biến thành thú hoang. Vào triều đại nhà Đường, có một vị quan ngự sử tên là Lý Nghiễm. Có một lần ông phụ mệnh đi sứ ở Quảng Đông, đã gặp phải một sự tình rất kỳ lạ. Trên đường đi, Lý Nghiễm đột nhiên trông thấy một con hổ lớn đứng cản đường. Tuy nhiên, khi vừa trông thấy Lý Nghiễm, nó liền nhảy vào trong bụi cỏ. Con hổ nhìn một lúc rồi bất ngờ mở miệng nói chuyện với Lý Nghiễm: "Ôi, thiếu chút nữa là ta đã làm hại lão bằng hữu của mình rồi." Lý Nghiễm thấy vậy lại càng hoảng sợ: "Cái gì? Con hổ này biết nói chuyện sao? Có điều giọng nói này nghe rất quen thuộc, giống như tiếng của đồng liêu Lý Vi của mình quá." Con hổ nhìn ông ta rồi nói: "Lý Nghiễm à, là tôi đây. Từ sau ngày chúng ta cáo biệt, đã lâu rồi không gặp mặt." Hai người nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, bao ký ức lại ùa về.
Lý Nghiễm vô cùng khó hiểu, liền hỏi: Lý Vi, ông sao lại biến thành con hổ thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con hổ bi thương lắc đầu, thở dài nói: Có một ngày tôi đang tĩnh tọa, bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng kêu lớn. Không biết vì sao, chỉ giây lát sau, tôi liền biến thành bộ dạng của một con hổ. Hôm nay gặp được ông, thật quá vui mừng. Ông bảo tôi không thương tâm sao được. Vì sắc mà giết hại người phải biến thành thân thú hoang đền tội. Lý Nghiễm suy tư một chút rồi hỏi Lý Vi: Ông nghĩ lại xem, trước đó ông đã từng làm chuyện gì khiến mình phải hối hận hay không? Lý Vi trả lời: Có, lúc trước tôi ở vùng ngoại ô thành Nam Dương đã từng xâm hại một quả phụ, nào ngờ bị người nhà của cô ta phát hiện. Họ lập mưu muốn hãm hại tôi. Tôi vô cùng tức giận, trong lúc rượu say đã giết sạch người nhà của quả phụ đó. Đây chính là sự tình khiến tôi hối hận nhất. Nói xong, con hổ gầm lớn một tiếng rồi rời đi. Câu chuyện 2: Vì sắc mà giết người, oán quỷ bám theo. Tại huyện Định Dương có một người tên là Vương Cần Chính. Anh ta thấy vợ của người hàng xóm dung mạo xinh đẹp thì động tâm bất chính. Hai người sau đó đã có gian tình, còn hẹn nhau bỏ trốn đi nơi khác. Thế nhưng Vương Cần Chính trong tâm cảm thấy rất lo lắng, sợ một ngày chồng của cô ta phát hiện đuổi theo thì mọi chuyện không biết sẽ thế nào. Người vợ kia cũng bất an, sợ rằng người chồng sẽ gây trở ngại cho mình và nhân tình. Vì để ngăn chặn hậu hoạn, đã quyết định dùng kế sát hại chồng. Vương Cần Chính vừa nghe đến việc giết người thì thất kinh, sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy, liền lập tức bỏ trốn một mình. Anh ta dốc sức chạy liền một mạch hơn 70 dặm, ra đến bên ngoài huyện Giang Sơn mới cảm thấy an tâm một chút, rồi tự an ủi mình: hẳn là không có việc gì nữa rồi, mình đã chạy xa như vậy, có thể bình an thoát thân rồi. Lúc này Vương Cần Chính cảm thấy đói bụng, liền đi vào một tiệm cơm trước mặt để ăn. Chẳng ngờ chủ tiệm lại chuẩn bị ra hai phần đồ ăn cùng chén đũa. Vương Cần Chính vẻ mặt kinh ngạc hỏi ông chủ: Tôi chỉ tới một người, nhưng sao ông lại chuẩn bị hai phần đồ ăn vậy? Ông chủ nói: Ủa, anh tới một mình sao? Tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông tóc tai rối bời đi bên cạnh anh, chẳng lẽ hai người không phải đi chung hay sao? Vương Cần Chính kinh hãi vô cùng, trong tâm hiểu rằng đây chính là oán quỷ bám theo để chờ thời cơ trả thù, nó nhất định sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Vương Cần Chính đã chủ động đến quan phủ trình báo, nói ra hết sự tình. Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng bị bắt. Cuối cùng hai người bị phán quyết xử tử trong cùng một ngày. Trong câu chuyện oan hồn đòi mạng này, điều đặc biệt ở chỗ họ Vương trên bề mặt vốn không động thủ giết người, nhưng ông ta lại thông gian với vợ người ta, là nguyên nhân khiến cho người vợ xuống tay giết chồng. Vậy nên họ Vương tuy không giết người và đã lập tức bỏ trốn, nhưng đạo trời không dung khó tránh khỏi cái chết. Đôi gian phu giáp phụ, mỗi người thân tuy ở một nơi khác nhau nhưng lại nhận lấy cái chết trong cùng một ngày, cũng thật là ông trời khéo an bài, lấy đó cảnh tỉnh thế nhân. Tổ sư Ấn Quang khai thị: Dĩ hiếu vi bổn luận, lấy hiếu làm gốc. Hiếu là đạo, không gì lớn hơn được nữa, bao trùm trời đất, uống nắng thánh, đào tạo hiền. Tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng, Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo giác. Vì thế hiếu kinh đạo Nho có câu: Ôi, hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy. Giới kinh nhà Phật dạy: Hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay suốt thế gian không gì chẳng lấy hiếu làm gốc. Hiềm rằng thế tục phàm tình chỉ biết hành đạo hiếu, nơi mặt hình thích rõ ràng, chẳng biết chỗ cùng cực tận hiếu. Hễ cứ thấy hàng thích tự xuất gia,
liền dựa theo ngay ý kiến ức đoán của chính mình, mặc tình hủy bán, chẳng hiếu thuận phụ mẫu, chẳng khác gì phường đảng tự nghịch đồ. Chẳng biết pháp thế gian trọng hiếu, mà pháp xuất thế gian cũng không hề không trọng hiếu. Bởi lẽ hiếu như thế gian nói thì có hình tích để tuân theo, còn đạo hiếu của họ thích thì giản lược nơi bề ngoài, mà chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Có hình tích để tuân theo thì rõ ràng dễ thấy, còn chuyên chú dụng sức nơi gốc thì kín đáo khó thể tỏ rõ. Vì sao nói như vậy? Nho thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ yên thân, coi đó là hiếu, lập thân hành đạo, dương danh hộ thế, khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt thì gọi là đại hiếu. Luận đến cùng cực thì phàm là ngũ thường bất hạnh, không gì chẳng nhằm phát huy đạo hiếu. Vì thế thiên tế nghi của sách Lệ Ký có câu: chặt một cái cây, giết một con thú chẳng đúng thời thì chẳng phải là hiếu. Vì thế mới nói đạo hiếu đệ thông thấu thần minh, sáng khắp bốn biển vậy. Luận về hiếu đến mức như vậy, có thể nói là tột cùng chí lý vậy, không còn thêm gì được nữa. Nhưng hiếu như vậy rõ ràng thuộc trong vòng tai mắt con người ta dễ thấy. Chỉ có hàng thích tự chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ơn tối thượng, không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không những hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thích ẩn kín, khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy đạo hiếu của Nho lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Nếu đệ tử Phật từ biệt cha mẹ xuất gia thì có phải là chẳng đối hoài công cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định xuất gia phải bẩm cùng cha mẹ, nếu có anh em con cháu có thể nhờ cậy thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ, cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép xẻ bớt cơm áo để giúp cho cha mẹ. Do vậy ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ. Thiền sư Trường Lô tông trách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn sư thông thạo bác lãm kinh điển thế tục, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu, sau trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thấp phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau mẹ niệm Phật qua đời, chuyện này chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ cho ông cha. Ngài Đạo Phi là tông thất nhà Đường, người Trường An, sanh ra mới vừa đầy năm, cha vì vương sự bỏ mình. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19 đời loạn gạo mắt, bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn khất thực nuôi mẹ. Năm sau ngài tìm đến chiếm trường Hoắc Sơn, thâu thập xương trắng, kiền thành tụng kinh chú mong tìm được xương cha. Vài ngày sau xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tống Cao Tăng Truyện. Vì thế kinh nói công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì đọc tụng của chính mình, thường chí thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi sáu nẻo, chứng vô sanh nhẫn, đạt địa vị bất thối, đến tột cùng đời vị lai, độ thoát chúng sanh.
khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đại hiếu của thế gian, luận đến cùng cực toàn bộ lục độ vạn hạnh, không gì chẳng nhằm mở rộng đạo hiếu. Do vậy trong Phạm Vọng Giới Kinh nhất nhất đều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Lại nói nếu là đệ tử Phật, hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh. Vì hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta, đời đời không lúc nào ta chẳng được họ sanh ra. Do vậy lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết chúng sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ của mình. Do vậy hết thảy những gì mình tu trì đều đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chính là nghĩ đến tột cùng đời vị lai, hiếu với trọn khắp các hữu tình. Nếu đem đạo hiếu thế gian ra so sánh thì về mặt hình tích cũng chẳng thiếu khuyết, mà về mặt gốc lại càng dư thừa. Tiếc cho những kẻ không thấy được lý này, nếu không bảo là nói dối hoang đường thì cũng cho là mờ mịt. Nào biết theo chiều dọc thì suốt ba đời, theo chiều ngang thì trọn khắp mười phương, Phật nhãn thấy trọn vẹn như nhìn vào lòng bàn tay vậy. Tổ sư Ấn Quang dạy phương pháp tu trì. Nói đến chánh hạnh niệm Phật thì ai nấy tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng yên lặng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm miệng. Trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi, lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng mong đắc thần thông, đắc duyên pháp được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chày tháng ắt sẽ bị ma dừa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới mười phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời Sư Minh Tâm. Lúc niệm Phật cần phải thâu nhiếp tai lắng nghe, từng chữ từng câu chẳng để lũ qua. Lâu ngày chày tháng thân tâm sẽ quy nhất, một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng. Trong pháp môn niệm Phật, bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ, công đức rất sâu, chẳng như những pháp quán tưởng vân vân. Người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Huệ Dân. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình, vì thế có thể cảm ứng đạo giao. Lại nói đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư vi đệ nhất, nghĩa là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa tức tam muội, ấy là bậc nhất. Nói khiến cho tâm miệng tai đều nghe được rõ ràng, chính là pháp tắc nhiếp trọn sáu căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt mũi quyết định, chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài.
thân cũng chẳng đến nỗi láo xược phóng túng. Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Tu tập tịnh độ hãy tùy phần tùy sức, há cứ phải bỏ sạch muôn duyên thì mới tu trì được ư? Ví như đứa con hiếu nghị đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp, tuy hằng ngày bận biểu trăm bề, một niệm ấy không có lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hằng ngày công việc bận biểu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được hiếu quyết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vạn sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A Di Đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chày tháng, tâm sẽ tự được thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm y như cũ chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang, trở nên sanh lòng gấp rút vọng động. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tự dán ngay trên trán, rủ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ, ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc sôi, lò than rừng gươm, núi đao nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp. Tổ sư Ấn Quang khai thị những điều tinh yếu của phương pháp niệm Phật. Nay tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mảy trần chẳng nhiễm trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không xen tạp không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn.
lâu ngày dày tháng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật Tam Muội, tự biết Tây Phương Tông Phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối của Ngài Thế Chí, thì tu tịnh mà là thiền còn gì diệu bằng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Bàn Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư gửi từ phu nhân ở Hải Diêm. Còn như niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩm thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Không pháp nhiếp tâm nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì chẳng có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Ngoại trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất sẽ khác với lúc tâm phập phiều tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể ma sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối chính là cách niệm Phật màu nhiệm nhất. Tổ sư Ấn Quang trả lời cư sĩ Từ Thư Dung năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chí hướng vẫn cao, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Hãy nên biết học thánh học Phật, đều lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà. Giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân tận tụy, dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng khoe khoang, phô tài chuông hoa khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc tuổi trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quẩy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại. Nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh Thi chép: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phù. Nghĩa là dè dặt đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng. Hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi, chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ Lịch Sử Thống Kỷ, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục.
Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả, thường xem thọ khang bảo giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý mỗi người một cuốn. Y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lạnh trọng yếu. Cổ vệ sanh Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho vệ sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người, cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi hoa giáp 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hàng hậu sinh vừa mới qua tuổi đôi mươi. Thư trả lời cư sĩ Thang Hội Chấn năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà bậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hội liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất lọt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay, cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm, nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục. Hơn một năm muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ, nếu không muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta, nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổ mạng nguyên thần của chính mình.
thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dự hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Trở nên nỗi lõa lồ bất tịnh, niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem, và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Tổ sư Ấn Quang khai thị, khi con đã hiểu chuyện đời, con người một đời thành hay bại đều là do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hội thì âm chắc văn, cảm ứng thiên vân vân đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luôn buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém, học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất phải làm một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý. Cần phải nghĩ việc này có ích lợi gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mắc tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ, càng thì may mắn lắm thay. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên. Năm điều quan trọng mà người niệm Phật nên làm. 1. Thư trả lời Đại sư Ứng Thoát, thư thứ 2, trích Tam Biên quyển 1. Điều 1, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ít hơn hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Kệ đề trên vách quan phòng chùa Bảo Quốc ở Tô Châu, năm Dân Quốc 24-1935. Sống uổng 70 năm tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi bước gần cái chết, tà tuyệt hết thảy sự để chuyên tu tịnh độ. Nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Đề từ kỷ niệm chuyện Pháp Sư Trần Không sáng lập Liên Xã, trích Tam Biên quyển 3 quyển 4.
thật thà niệm Phật để kỷ niệm chuyện Pháp Sư Trần Không từ đất Tô đến đất Kiềm, Quỷ Châu, sáng lập liên xã, xin khích lệ những người cùng chỉ hướng bằng mấy lời như sau. Xót thương chúng sanh trong cõi đời, căn độ nghiệp nặng, chỉ có niệm Phật thì mới chắc chắn mong thoát được sanh tử. Hãy nên quán tưởng như tù nhân bị dắt ra chợ để hành hình, mỗi bước càng gần với cái chết hơn. Phàm những vị có cùng chỉ hướng niệm Phật với tôi, ắt đều phải niệm niệm trừ sạch các duyên, quyết muốn giữ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, dùng tính nguyện dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba pháp tính nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Do bốn chữ hồng danh chẳng rời niệm, tiếng niệm Phật chẳng ngừng, tâm và Phật tự nhiên khế hợp, tam muội sẽ tự thành. Điều hai, nghĩ không còn sống lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào có dám xen vô chuyện người khác. Số 13, thư trả lời Đại sư Ứng Thoát, thư thứ tư, trích Tam Biên, quyển 1 và 2. Điều ba, người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh hiệu Phật. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe. Thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất. Cách này ổn thỏa, thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn, đều được lợi ích, trọn không lo bị bệnh. Thư trả lời Sư Minh Tâm, trích Tam Biên, quyển 1, 2. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa, dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày, chày tháng, ắt sẽ bị ma dừa. Nếu chẳng nói toạc những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tưởng những ý niệm ấy là tốt. Vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dừa, không còn ngờ chi. Điều 4, dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng trở nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Phàm có ai đến thăm đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Điều 5, gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lá thư số 1, Đại sư tự thuật trích trong Văn Sao Tam Biên. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Thư trả lời cư sĩ Khuất Văn Lục, thư thứ hai, trích Văn Sao Tam Biên. Lại thấy nhiều người thâu nhận đồ đệ cho nhiều, đều chẳng phải hạng người tu hành thật sự, do vậy phát nguyện chẳng thâu nhận đồ đệ. Do thấy sự hèn hạ của tăng nhân hướng về người khác hóa duyên, nên chẳng nguyện làm trụ trì, làm pháp hội. Nay đã già rồi, vẫn chưa đến nỗi phù bạc cái tâm thuở ban đầu, cam lòng giữ bổn phận kiếm cơm, ngõ hầu những bạn bè đã sanh về Tây Phương từ trên đài sen, chẳng chê cười tôi. Thư trả lời cư sĩ Hứa Hoán Văn, thư thứ hai, trích trong Văn Sao Tam Biên. Khoản tiền cứu trợ đã giao cho nơi Lạc Nguyên tại Thượng Hải, nay tôi đem biên nhận gửi lại. Quan già rồi sẽ chết trong sáng tối, nào còn có tinh thần để lo chuyện lớn ấy. Nhưng từ năm Dân Quốc thứ 7 1918 đến nay, quan lưu thông các kinh sách đều vì nhiệm vụ cấp bách ngăn ngừa để dứt tai họa, chỉ không theo đuổi công việc thành lập đội Lạc Quyên cứu trợ mà thôi. Lời ông nói chỉ là biết một phía chứ chẳng biết tới hai. Quan từ khi xuất gia đến nay phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thế độ đồ đệ, chẳng dự vào các hội đoàn. Từ năm Dân Quốc thứ 7 đến nay, các đoàn thể từ thiện các nơi đem sổ vàng gửi tới cho quan, từ 1 hoặc 10 cho đến mấy chục quyển, tôi đều để nguyên những cuốn sổ ấy, đem gửi trả lại bằng thư bảo đảm,
rồi tùy theo sức mình mà bỏ ra bao nhiêu đó, chẳng viết khoản tiền ấy vào sổ, để khỏi làm cái cuốn sổ ấy không sử dụng được nữa. Mỗi năm đều quyên tặng cả ngàn đồng trở lên, nếu lại đề xướng quyên mộ sẽ chẳng thể nào không mệt nhọc đến chết. Hoàng không có chùa miếu, không đồ đệ, tất cả những khoản tiền được biếu tặng hễ có liền sử dụng ngay, trọn chẳng hướng về người khác mở miệng hóa duyên. Bởi lẽ tăng sĩ thường hay hóa duyên, quan chẳng muốn giống như họ, dẫu chê quan thiếu từ bi, quan cũng chẳng đếm xỉa tới. Cốt sao khỏi bị kẻ vô tri nói quan mượn cớ này để cầu lời. Thư trả lời đại sư Minh Tánh, trích Văn Sao Tam Biên quyển 1. Hoàng sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chữ này chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi, gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá, Tịnh Tông trọn chẳng có chuyện ấy. Đức Phật dạy, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Phật tánh tuy đồng, nhưng tâm tướng của chúng sanh lại vàng muôn sai khác. Hoặc có kẻ tin nhận, hoặc có kẻ trái nghịch. Vì sao vậy? Hãy nên biết rằng, chúng sanh tuy đều đang mê, nhưng do nhân trong quá khứ và duyên trong hiện tại không giống nhau, đến nỗi phát sanh hai thứ hiện tượng nghịch hay thuận. Phật tánh như hạt giống, nhân trong quá khứ như gieo trồng, duyên trong hiện tại như mưa đúng thời. Hạt giống đã gieo xuống đất, hễ gặp được mưa đúng thời sẽ chẳng nảy mầm được ư? Nhưng hết thảy chúng sanh, ai mà chẳng có Phật tánh, luân hồi trong kiếp số dài lâu, quyết chẳng thể trọn không có túc nhân. Điều quan yếu nhất là được thiện tri thức chỉ dạy, hướng dẫn, và chính mình có phát tâm quyết liệt hay không. Vì thế kinh Pháp Hoa dạy, thiện tri thức giả thị đại nhân duyên, sở dĩ hóa đạo linh đắc kiến Phật. Tức là thiện tri thức là nhân duyên lớn, vì có thể chỉ dạy khiến cho được thấy Phật. Kinh Lăng Nghiêm chép, nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, khứ Phật bất viễn như nhiệm hương nhân, thân hữu hương khí thử tất danh vi, hương quang trang nghiêm. Nghĩa là nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương thân có mùi thơm, đấy gọi là hương quang trang nghiêm. Như bà Vương nhà họ Hà ở Thượng Hải, vốn là một phụ nữ vô tri vô thức, từ năm 29 tuổi được nghe pháp môn Tịnh Độ, bèn quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, nhàm chán sâu xa sự trược ác cõi ta bà, quyết chí cầu sanh Tây Phương. 30 năm qua tinh tấn không lười biếng, đến năm Dân Quốc 17 1928, bà được 59 tuổi, đến ngày 19 tháng 6 biết trước lúc mất, dặn dò gia quyến: 12 giờ đêm hôm nay ta sẽ về Tây, tới lúc ấy các ngươi hãy đồng thanh niệm Phật để giúp sức, đừng nên bi ai khóc lóc đến nỗi phá hoại chánh niệm của ta. Do vậy bà liền tự tắm gội, mặc áo thọ mới may, trước hết niệm chú Đại Bi bao nhiêu đó biến, tiếp đấy chuyên niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Đến 11 giờ cả nhà lớn bé đồng thanh trợ niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Tới 12 giờ bà bèn ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Ôi bạn lạnh như thế, dẫu kẻ có học vấn, công nghiệp trùm lấp cõi đời xưa nay cũng chẳng thấy mấy, huống là hạng kém cỏi hơn ư? Bà Vương nhà họ Hà là một phụ nữ chẳng hiểu biết gì, chỉ do 30 năm tinh tấn tu trì nên đến lúc lâm chung hiện được tướng trạng như thế, đủ thấy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật
và pháp môn tịnh độ quả thật là pháp môn bậc nhất để chuyển phàm thành thánh. Nguyện kẻ thấy nghe đều cùng dốc sức tu trì, ngõ hầu chẳng phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Tổ sư Ấn Quang khai thị, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục: Phật pháp rộng sâu như biển cả, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột nguồn đấy. Chính pháp giới kia, dù thánh phàm lợi độn khác nhau, ai nấy đều tùy theo khả năng của chính mình để tu tập hồng chứng nhập, ví như tu la, hương tượng và mũi mồng uống nước biển cả. Mỗi loài uống no bụng rồi đi, nếu muốn một hơi hút cạn hết, trừ phi là kẻ có dung lượng bằng biển cả mới làm được. Nếu không, chỉ có thể đích thân nếm vị nước biển, chưa dễ gì thấu tột nguồn đấy được. Nhưng Phật pháp chính là pháp sẵn có trong tâm của hết thảy chúng sanh. Ngoài cái tâm của chúng sanh ra, trọn chẳng có pháp nào thêm vào được, vì bản thể của tâm hết thảy chúng sanh và tâm Phật chẳng hai. Nhưng do mê muội chưa ngộ, bèn khởi hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp chịu khổ, đến nội trí huệ đức tướng sẵn có nơi cái tâm ấy bị phiền não ác nghiệp che lấp, giống như mây phủ kín mặt trăng, chẳng thấy được tướng sáng. Tuy chẳng thấy được tướng sáng, nhưng tướng sáng của mặt trăng vẫn tự thường chẳng biến đổi, trọn chẳng bị giảm suy. Do vậy, Đức Như Lai khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, tùy thuận cơ nghi thuyết pháp, tùy theo căn cơ đặt ra đại tiểu quyền thập thiên viên đốn tiệm, đủ mọi thứ sai khác. Nhưng bổn ý của Đức Phật không lúc nào chẳng nhằm làm cho hết thảy chúng sanh đều trái trần hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, thành tựu Phật đạo vốn sẵn có mới thôi. Do chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, chưa dễ gì tiêu trừ, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, để hết thảy dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, đều cùng nương vào hoằng thể nguyện lực của Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, hồng khôi phục tâm tánh sẵn có, thành vô thượng Bồ Đề dễ dàng. Từ khi Phật pháp được truyền vào Chánh Đán Trung Hoa hơn 1800 năm qua, phàm là bậc vua thánh tôi hiền, vĩ nhân danh sĩ, không ai chẳng tuân theo lời Phật dặn dò mà hộ trì lưu truyền. Bởi lẽ Phật pháp tuy thuộc pháp xuất thế, nhưng tất cả đạo sự thế trong cõi đời đều được bao gồm chẳng sót. Phàm những gì Phật pháp đã nói về cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, đều chẳng khác gì với những điều thánh nhân thế gian đã nói. Thánh nhân thế gian chỉ dạy dỗ con người trọn hết tình nghĩa, trọn hết bổn phận, còn Đức Phật dạy rõ báo ứng thiện ác của việc trọn hết tình nghĩa, trọn hết bổn phận, và không trọn hết tình nghĩa, không trọn hết bổn phận. Trọn hết tình nghĩa, trọn hết bổn phận thì chỉ có thể dạy bậc thượng trí. Còn nếu là kẻ bẩm tánh ương bướng kém cỏi, nếu không giả vờ làm, ắt sẽ chống trái. Nếu họ biết báo ứng thiện ác thì muốn làm lành, ắt sẽ gắng sức. Muốn làm ác, ắt chẳng dám làm. Đối với những pháp nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo vân vân, do Đức Như Lai đã nói, kẻ sâu sắc sẽ thấy là sâu sắc, kẻ nông cạn sẽ thấy là nông cạn. Dùng những pháp ấy để tu tâm sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử. Dùng những pháp ấy để giữ yên cõi đời thì sẽ thắng được tàn bạo, bỏ được giết chóc,
bỏ sự bạc ác trở thành thuần lương. Gần đây thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cực điểm, đua nhau đề xướng cách thức mới, vứt bỏ đường lối cũ. Ngay như cả mối quan hệ cha con, vợ chồng, họ còn muốn đạp đổ, huống chi những mối quan hệ nhỏ hơn ư? Vì thế thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm muốn cứu vãn, đều khuyên khắp mọi người nghiên cứu Phật học, kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, cho đến ngàn đến vạn, không ai chẳng ngã theo chiều gió. Mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp luân căn bản, để dứt đời loạn, vãn hồi vận nguy, uống nắng thế đạo lòng người vậy. Đang trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tính nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiên tư cao thượng, cũng khó lòng đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Hạ, lời tựa sách học Phật Thiện Thuyết. Đức Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi sáu nẻo trải nhiều kiếp lâu xa, không thể thoát ra. Do vậy khởi lòng vô duyên từ, vận lòng đồng thể bi, thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng giảng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này. Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn. Lại sợ kẻ túc nghiệp sâu nặng, ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni tam mật để ung đúc, như tò vò bảo con nhộng, giống ta giống ta, 7 ngày sau sẽ biến thành tò vò. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn, chưa được giải thoát, hệ thọ sanh lần nữa, khó tránh khỏi mê mất. Do vậy đặc biệt mở ra một môn tính nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng Bồ Đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật từ lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật và tịnh. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật và tịnh. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của luật, giáo, thiền và mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thủy thành chung của mười phương tam thế chư Phật. Vì vậy trong phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài được Phổ Hiền Bồ Tát gia bị khai thị đã chứng đẳng giác. Ngài Phổ Hiền bèn dạy pháp mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mong viên thành Phật quả, lại dùng mười nguyện ấy khuyên khắp hoa tạng hại chúng. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương hạ phẩm hạ sanh, dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm 10 tiếng,
hoặc chỉ mấy tiếng, rồi liền mạng chung cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp môn này, dưới đến tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thảy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời của Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều cậy vào tự lực để thoát sanh tử, còn pháp môn tịnh độ kẻ chưa đoạn hoặc cậy vào Phật tự lực liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc cậy vào Phật từ lực bèn mau chứng lên bậc Địa Thượng Bồ Tát. Đây chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vân vân, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền vân vân, các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ vân vân, thảy đều xiển dương khen ngợi, chỉ dạy khuyên khắp chúng sanh vãng sanh. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Ông Sa Kiện Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô, phẩm hạnh, tu dưỡng, văn chương, đạo nghĩa thảy đều đáng nêu gương cho đời mạt. Cái học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương, chí chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa, ân sủng. Vì thế sau khi đỗ đạt bèn ở nhà thờ cha mẹ cho trọn hết phận con, chẳng ra làm quan. Thoạt đầu ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của Hàn, Âu, Trình, Châu, cho rằng Phật Pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích gì cho nước, cho dân. Đến sau cuộc quốc biến năm Tân Hợi 1911, buồn bã khôn khuây, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời, bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi áo diệu, viên dung siêu thoát, mới biết Phật là vị đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như thoát ra khỏi hang tối, được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ, nhưng lại hết sức bi thương, tiếc cho mấy mươi năm chấp nhặt hèn tệ. Từ đấy âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tức năm Quý Hợi, tuổi tròn Hoa Giáp 60, tâm yếm thế càng thêm khẩn thiết, gặp đúng dịp Pháp Sư Đế Nhàn đến đất Như giảng A-di-đà kinh yếu giải. Đích thân được nghe giảng, biết được pháp môn tịnh độ hoành siêu là đạo để bậc đại thánh đẳng giác, tiểu phàm nghịch ác đều cùng trong đời này cậy vào Phật từ lực thoát khỏi ta bà lên cõi cực lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy bèn chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau Thôi Ích Vinh lên núi quy y, có kể cho quan nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy bèn nhờ ông Thôi đem bộ Văn Sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa Trần Chánh Hữu đem bản luận bài xích tệ ăn thịt uống rượu trong tang lễ do ông Sa soạn đưa cho đọc, thấy trích kinh dẫn sự rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chỉ mong thành thánh thành hiền, tuy chưa gặp gỡ nhưng tâm hai bên như đã có mối thần giao cách cảm. Mùa hạ năm ngoái nghe quan đến đất Hổ Thượng Hải, muốn đến gặp mặt nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được nên chẳng thỏa nguyện, vẫn mong có ngày khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp lâm chung, chuyện trò cùng bè bạn vẫn lấy đó làm điều tiếc nuối, nhưng đã sanh Tây Phương, thân cận Di Đà, dự vào hại chúng,
thì chẳng gặp được ông Tăng, chỉ biết có cơm cháo này, hả có thiếu sót chi. Đến mùa thu, nách trái ông mọc cái ung, tiếp đó ho ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc Tây lẫn thuốc Tàu đều vô hiệu. Há chẳng phải là do sức tu trì nên chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này, để giải quyết cho xong tốt nghiệp đấy chăng? Đến ngày 11 tháng chạp, nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem những trước tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hạng Bản Nguyên, Hoàng Văn Tuấn, dặn dò đại lược việc nhà. Hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi, tán thành biến chùa Quảng Phước thành nơi hợp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác, sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quảng Huệ Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thay phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, chẳng được tắm rửa, thay áo sẵn cũng như khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trù đoạn. Đám tang bất luận cúng quải hay đại khách, chẳng được dùng rượu thịt. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thối ác, hãm ta vào tội. Lại thỉnh tăng trợ niệm để cầu cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Lập hương án trước giường, thờ tượng Phật A-di-đà tiếp dẫn. Mặt nhìn vào từ dung, miệng niệm, tâm nhớ, chuyên tinh nhất trí, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24, bệnh càng nguy ngập, tăng chúng đều đến trợ niệm. Cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc thầm niệm theo. Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn mấp máy. Đến chiều khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ dậu chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ, đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ. Hơn 2 tiếng sau đỉnh đầu vẫn ấm, đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật, để tắm rửa thay áo tận liệm cất tiếng khóc. Con ông vâng lời dạy không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi, như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hạnh tương ứng, trong ngoài như một, dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh. Cảnh tượng khi lâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thật sự, nhiếp tâm tịnh niệm. Một khi được vãng sanh, ắt đạt địa vị bất thối, chứng vô sanh nhẫn, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Há còn tiếc nuối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là Hạng Bản Nguyên, con ông là Tấn, và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuật, để sau này tập hợp thành vãng sanh truyện và ẩn sĩ sự tích nên mới có bài này. Thiền Tông thường nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nói kiến tánh thành Phật là đích thân thấy được Đức Phật thiên chân nơi tự tánh thì gọi là thành Phật. Đấy chính là lý tức Phật và danh tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh Phật phước huệ viên mãn. Vị ấy tuy ngộ đến chỗ cùng cực, đích thân thấy được Phật tánh, nhưng vẫn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Nếu có thể rộng tu lục độ, trong hết thảy cảnh duyên đều đối trị tập khí phiền não, cho thanh tịnh không còn thừa sót, sẽ có thể liễu sanh thoát tử, vượt ra ngoài tam giới, chẳng ở trong lục đạo nữa. Thời Đức Phật còn tại thế, hạng người như vậy rất nhiều, trong thời Đường Tống vẫn còn có. Nay thì đại triệt đại ngộ còn chưa dễ được, huống là bật hết sạch phiền não ư. Thuyết hiện thân thành Phật, hoặc còn gọi là tức sanh thành Phật. Thành Phật ngay trong đời này của Mật Tông giống như thuyết kiến tánh thành Phật của Thiền Tông.
đều ứng theo công phu rất sâu mà nói. Chớ nên tưởng lầm là thật sự có thể thành Phật ngay trong thân này. Cần biết rằng thành Phật ngay trong thân này chỉ có mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Ngoài ra dẫu là cổ Phật thị hiện cũng không có chuyện hiện thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân hiện tại. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử vãng sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn. Tổ sư Ấn Quang khai thị nhân quả trong bộ sách Giáo dục gia đình. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, lời tựa sách Nhân Quả Lục. Nhân quả báo ứng chính là ảnh hưởng thuận hay nghịch giữa nhân sự và thiên lý. Vì thế kinh thư chép thuận theo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại thì xấu, đều chỉ vì ảnh hưởng. Người dẫu chí ngu chắc chắn cũng không vui mừng vì bị tai họa, tránh điều lành, ham điều xui, mong hết thảy những người chung quanh réo tên thóa mạ, bị thiên địa quỷ thần đoạt hồn giết hại, cũng như sau khi chết đi, linh hồn bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác, chịu đựng khổ sở cùng cực trải trăm ngàn kiếp, không thể thoát ra. Nhưng những gì người ta làm đa phần đều trái nghịch với những gì họ mong mỏi. Là vì lẽ nào vậy? Là do cõi đời thiếu người thông hiểu, chẳng đề xướng đạo nhân quả báo ứng, sẵn quen thói tệ hại, chỉ biết truyền cho nhau thói tự tư tự lợi mà nên nổi. Nếu như có ai hành động thuận theo thiên lý, trong gia đình thì trọn hết bổn phận, giao tế bên ngoài thì chú trọng làm lợi cho người, cũng như những cử chỉ tốt lành đều phụng hành như giúp người bị tai họa, cứu đói, giúp người hoạn nạn, cứu người đang gặp nguy, kiên giết, phóng sanh, che chở, thương tiếc sanh mạng loài vật, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngõ hầu mình lẫn người đều được lợi, ưu lẫn hiểm cùng được lợi ích, thì không một ai chẳng được gia đình yên tịnh tốt lành, con cháu thịnh vượng, phú quý sang cả, khiến cho người khác kính ngưỡng. Xem khắp các truyện ký, phàm những bậc hiền triết xuất hiện, công nghiệp kiệt xuất, hoặc là tâm lãnh hội đạo được truyền bởi chư thánh, hoặc là đức khiến cho vạn dân trọng vọng, thì đều là do đời trước có âm đức hạnh đẹp, lợi người, lợi vật, giúp cho cả người âm lẫn kẻ dương vậy. Nhưng đấy chỉ là những gì mắt phàm thấy được mà thôi, chứ còn thần thức người ấy hoặc sanh lên cung trời, hoặc cao siêu Phật quốc, phàm ngu thế gian làm sao thấy hết, biết hết cho được. Nêu rõ thật lý nhân quả, thật ra chỉ có mỗi mình kinh Phật, nhưng kinh sách Nho giáo cũng nhiều lần nói đến, như kinh thư ghi: làm thiện trong điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trong tai ương giáng xuống, cũng như thuyết ngũ phước lục cực được nói đến trong sách Hồng Phạm và câu kinh dịch: nhà tích thiện ắt điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Không gì chẳng phải đều là dùng lý nhân quả báo ứng để dạy người đó sao? Nhưng vì nói giản lược chỉ nói đến đời này và con cháu, chưa nói tường tận chuyện luân hồi lục đạo, tam đồ trong quá khứ,
hiện tại vị lai. Nếu chẳng nghiên cứu sâu xa, suy nghĩ tinh tường, ắt sẽ ngay trước mặt lại bỏ lỡ. Hơn nữa, kẻ tục nho thường muốn đề cao môn đình, bèn tranh đua cho khác với nhà Phật, dù có biết đi nữa cũng chẳng chịu đề xướng, khiến cho người hiền không có cách tận lực làm cho đời yên dân lành, mà kẻ ngu cũng luôn ôm ấp ý niệm mạnh ăn thịt yếu, do vậy tấn công lẫn nhau, trở thành cuộc sát kiếp xưa nay chưa hề nghe nói đến. Người bị giết cố nhiên ai nấy biết là đáng thảm, nhưng nỗi thảm của kẻ giết hại còn khốc liệt gấp vạn lần. Tiếc rằng người đời chẳng biết tỏ thấy suốt, cái họ thấy được như bị người khác giết hoặc diệt môn tuyệt tộc chỉ là một hai phần trong ngàn vạn phần. Còn sự khổ phải hứng chịu trong tam đồ, dù có hết sạch trúc cũng khó ghi được, chẳng đáng buồn ư? Tôi thường nói, nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Dù nhầm thuở thánh giáo xương minh, nếu không đề xướng nhân quả thì còn chẳng thể làm cho mọi kẻ ngu dân ngấm ngầm đoạn dứt hay dấu ác. Người trí đều tích chứa âm công lớn lao, huống chi nay đang lúc thế đạo nhân tâm suy hoại đến cùng cực, vứt bỏ kinh sách của thánh hiền, luân lý độ nhào, tà thuyết hoành hành đều đến mức cùng cực ư? Những người có tâm lo cho thế đạo, nghĩ muốn kéo lui con sóng cuồng loạn, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng làm phương tiện, chấn động kẻ điếc, soi sáng kẻ đuôi, thì dẫu cho Phật Bồ Tát thánh hiền đều cùng xuất thế cũng không làm gì được, huống gì những kẻ thấp kém hơn các ngài. Cư sĩ Kim Xương ở Vô Tích thấy được điều này, bèn chép lại những chuyện nhân quả trong những đời gần đây và trong đời này ấn lót lưu truyền, mong cho ai nấy đều ôm lòng tự lợi lợi tha, mang hạnh tự lập lập người, thì thói quen càng chánh trực, phong tục tốt đẹp, dứt bậc nhân họa mà quyến thuộc trời người cũng thường ngự xuống. Những loài cạnh tranh với nhau đều cùng trở thành người trong thời huy hoàng, do vậy bèn lược thuật đại ý để cống hiến cùng người đồng. Tổ sư Ấn Quang quở trách tà thuyết tự do kết hôn, trích trong sách Giáo dục gia đình Pháp ngữ. Con người bẩm thụ khí âm dương của trời đất, nhận lãnh tinh cha huyết mẹ mà sanh. Từ lúc mới sanh cho đến năm 3-4 tuổi, nhất cử nhất động cha mẹ đều phải chăm sóc. Từ đấy trở đi tuy có thể tự hành động, nhưng phàm các xử lý đều cần đến cha mẹ sắp đặt chỉ dạy, nếu không chẳng thể sống còn trong cõi đời. Đến khi trưởng thành, cha mẹ chọn lựa người hôn phối, hồng được hưởng niềm vui của gia đình, ngõ hầu trong ngoài giúp đỡ nhau, để con tận hết bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, có con cháu để phòng lúc già chết. Đấy là đạo tất nhiên của trời đất. Thánh nhân phỏng theo đạo trời đặt ra lễ, ngõ hầu ai nấy đều giữ luân thường để tận hết đạo làm người và đạo làm con vậy. Nếu chẳng tuân theo lễ của thánh nhân đã chế, cũng như mệnh lệnh của cha mẹ, chỉ cần hai bên say mê nhau là thành vợ chồng, thì có khác gì cầm thú đâu. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói ác của Âu Tây, ồn ào đề xướng tự do kết hôn, sao không đề xướng lúc mới sanh, bèn chẳng nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ để tự do khôn lớn thành người. Nếu như họ trong một đời này tự do khôn lớn
tuyệt đối không phải nhận sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ thì cứ tự do kết hôn, vì sự và lý đều thật sự hết sức chánh đáng. Nếu không thể như vậy, sao chỉ đến lúc trưởng thành lại có thể tự lực lấy chuyện nam nữ luyến ái làm tiêu chuẩn? Đấy chính là kẻ tội nhân cực nặng nghịch trời trái lý, khinh thánh miệt thị luân thường. Do vậy tâm hạnh kẻ ấy có khác gì cầm thú đâu. Cư sĩ Dương Chương Phủ ở Vô Tích soạn văn đã phá. Do vậy tôi bèn làm lời tựa dẫn nhập để phát khởi điều chưa phát. Hầu những người đề xướng thuyết tự do kết hôn đều giác ngộ. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình. Nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Trích dẫn Ấn Quang văn sao tục biên quyển hạ. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiền tài được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được bình trị? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thai giáo. Thai giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thuở đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành, cẩn trọng. Nhất cử nhất động chẳng trái lẽ chánh, nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi. Hàng ngày thường niệm Phật khiến cho thai nhi được bẩm thụ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui không khổ sở, sanh được đứa con tứ mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiên tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nói cho nó nghe về đạo lý làm người như hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, vân vân, và tội phước nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thường luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi, hâm mộ. Lại dạy cho nó niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tăng phước, tăng thọ, tránh tai, tránh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người, chửi người. Chẳng cho nó dẫm đạp giấy có viết chữ, dẫm đạp ngũ cốc, dẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng xóm. Hơi lớn lên, bèn dạy cho nó đọc thuộc các sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Hoàng Đế Giáp Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn pháp để noi theo. Có những điều ngăn cấm, đối với mọi điều đều nói sơ lược đại ý để làm phương tiện hướng dẫn, hồng mai sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế, càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chẳng đạt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không cứ mặc cho nó quen thói kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành, là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tồi bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng đều chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện, chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ hòng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, trí thức hèn tệ đến tột cùng, đến nỗi những thảm kịch phế kinh điển, phế luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra. Mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, nhưng cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm,
cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em của họ. Vì thế tôi nói dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa, do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ. Cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương có trí huệ thì hành vi lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành nề nếp, lại do thường xuyên răn dạy đã tập quen thành tánh. Như vàng lỏng đúc thành đồ dùng, nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế dạy dỗ con gái so ra càng khẩn yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ hiền mẫu do hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ làm sao có hiền mẫu cho được. Không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được. Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đời sướng, khiến cho những kẻ làm mẹ chỉ biết nuông chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thuở bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng trọn chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành. Đạo do thánh hiền đã nói, chỉ học văn tự hồng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn. Chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu, cháu tuyệt diệt đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau. Do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền sẽ là thay đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái, còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn làm mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm nghiêu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nghiêu thuấn, chẳng thể thành Phật, thì chỉ có tánh đức trọn, chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành, và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hằng ngày chôn vùi trong nhân dục rồi. Kinh thư chép: Duy thánh vọng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Nghĩa là chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Ta may mắn có căn cơ làm nghiêu thuấn thành Phật, là trang nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức, thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Thanh Huệ Chấn, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2. Người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần.
Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hội liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhắc lọt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không muôn phần khó lành bệnh được, lại nên dạy vợ con ông ta, cũng nên thường niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ, sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa, tiêu tiểu và khi ngủ nghỉ, đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Nam Mô A Di Đà Phật.